Xin chào các bạn, đây là rau mẹ mình trồng này các bạn, gồm có cải rún, đó đây là cái cải rún các bạn, và một số loại hành này các bạn, và cải canh nha các bạn, cải canh cải ngọt. Mình sẽ quay lại nó sau 10 ngày nữa xem kết quả ra sao nha các bạn. Ồ, đây là cải rún của mẹ này đó. Trồng được 2 thùng xốp đó. Đây là hành đó. Đó. Các bạn biết cây này là cây gì không? Cây này là cây càng cua nha. Đó. Càng cua có những cái phần đốt này đó, câu hết lá đi, bóp gỏi ăn rất là ngon đó. Đây. Đây là cái gì? Cải ngon đó. Cải rún tiếp rồi các bạn. Cái ngọt đó, dày quá các bạn. Đây là cải canh này các bạn.